Dạ ăn ngon rớt rồi kìa, ăn giùm ba luôn đi, để phí nhanh lên, ngon lắm á, ăn miếng thôi nha. Ủa không chịu ăn hả? Chê đúng không? Chứ giờ sao mới chịu ăn, ăn đi chứ để phí. Đấy làm gì vậy? Sao gì bỏ đồ ăn đâu, bỏ đồ ăn vô đó hả? Bỏ vô đó hả? Bỏ vô đó mới chịu ăn. Thiệt luôn á, khó tính quá. Chờ xíu, gì đâu mà khó chịu như vậy nè, nết giống ai không biết nữa.